thì các bạn sẽ truy cập các bạn nhấn click chuột cho cái nhân vật mèo mà có dấu cộng này thì nó sẽ hiển thị ra cho các bạn là chọn một nhân vật đúng không nào thì click chuột vô đây cho cô mình sẽ tìm hai cái nhân vật là mèo và chuột cho cô đó mình tìm hai cái nhân vật ha rồi nó sẽ có rất là nhiều nhân vật có sẵn ở trong đây thì hiện tại mình làm nhân vật mèo và chuột thì ở đây các bạn thấy này nó sẽ chia theo những cái danh mục ví dụ tất cả là tất cả các cái nhân vật mà nó có mà ở đây mình muốn làm là động vật, mèo và chuột thì là, là thuộc nhóm động vật thì mình sẽ vào đây, mình sẽ tìm hoặc là có một cách nữa, các bạn biết tiếng Anh của nó thì các bạn tìm thẳng luôn tiếng Anh. Ở đây nó không có hỗ trợ là nhân vật bằng tiếng Việt ha, mình phải tìm luôn. Mèo thì sẽ là cat đúng không nào? Ở đây thì cô sẽ lấy được con mèo. Thì mình chọn xong một nhân vật rồi, mình tiếp tục mình thêm cho cô một cái nhân vật là chuột nữa. Chuột là mouse. Rồi thêm hai cái nhân vật này. Đó. Rồi thì trong quá trình mình thêm rồi ha. Thì các bạn sẽ thấy là ừ con chuột ở ngoài đây nó đâu có to như thế này được. Thì các bạn sẽ thay đổi kích thước cho nó đúng không nào. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay đổi kích thước cho con chuột ha. Ở đây các bạn cho khoảng 70 đi xem nó như thế nào. À cũng ổn ổn rồi đó. Rồi, thay đổi kích thước xong thì các bạn đổi tiếp tục đổi tên cho cái nhân vật của mình chuột thì các bạn gõ là chuột gõ xong thì bấm enter cho cô thì nó sẽ tự động cập nhật là chữ chuột này nó lúc nó đổi thì nó sẽ đổi dưới đây cho mình luôn tương tự như con mèo này cô gõ là mèo thì ở đây hiện tại thì nó chưa có đổi luôn nào các bạn nhấn enter thì nó sẽ đổi là mèo và chuột bây giờ cả lớp sẽ tiến hành mình lập trình cái nhân vật mèo cho cô thì hồi nãy cô đã nói có nhắc qua cho lớp là cái nhân vật mèo này chúng ta nó sẽ điều khiển bằng cách là mình di chuyển bốn cái mũi tên nếu như đi lên thì nhân vật của mình đi lên đi xuống thì nhân vật đi xuống sang trái thì nhân vật sang trái phải thì nhân vật sang phải mình điều khiển bằng cái bốn phím mũi tên thì các bạn sẽ vào uh, một cái khối lệnh là sự kiện sự kiện này giống như là một cái để cho mình biết là khi mà mình bấm vào cái mũi tên á thì nó sẽ nó sẽ phát ra một cái sự kiện để mình biết là mình đã bấm cái phím đó thì ở đây các bạn sẽ thấy một cái khối lượng là khi bấm phím phím trắng phím trắng chính là phím cách đó đó nhưng mà ở đây mình đang muốn là cái nhân vật của mình là di chuyển bằng mũi tên đúng không nào rồi cô sẽ cho là ha à, cô thấy rồi đây mũi tên lên thì khi bấm phím mũi tên lên thì các bạn sẽ cho nhân vật của cô nó di chuyển rồi tạm thời mình cho nhân vật di chuyển ha các bạn quan sát xem này cô bấm mũi tên đi lên nhưng mà một cái nhân vật của cô nó đang đi sang phải đúng không nào? Thì cái này nó chưa đúng yêu cầu của mình. Thì các bạn sẽ thêm một cái nữa, các bạn sẽ kiếm cho cô một cái, đó chính là đặt hướng đặt hướng chính là hướng di chuyển này các bạn. Đó, các bạn sẽ đặt cái hướng di chuyển như thế này. Nhưng mà à, thật ra là mình có thể xoay như thế này được, nhưng mà bốn phím mũi tên thì mình không thể mà mình cùng lúc mình xoay giữ cái tay xoay bốn phím như vậy thì mình sẽ cần đến là khối lệnh. Mình kéo cho cô là khối lệnh đặt hướng bằng thì mũi tên mình nhấn vô cái số 90 này sau đó mình nhấn giữ cái mũi tên mình đi lên thì mình kéo cho nó lên trên đó là không đó. bây giờ cô thử bấm cái mũi tên đi lên đó, thì các bạn sẽ thấy là cái nhân vật mèo của cô nó là lên trên được rồi rồi bây giờ các bạn tiến hành lập trình cái đoạn là mũi tên lên vô cho cô sau đó các bạn suy nghĩ xem là làm sao để mình lập trình mũi tên đi xuống sang trái sang phải thì mình làm như thế nào để cái nhân vật mèo này của cô nó đã di chuyển được bốn hướng ha rồi có ai nhớ không? Hồi chính xác bạn Minh Cảnh trả lời là cái khối lợi là bật lại nếu chụp cạnh thì nó cũng nằm trong chuyển động thì các bạn kéo trong máy đây với các bạn tìm ha. Rồi, bật lại. Đó. hiện tại thì cô đã cho nó cái nhân vật là bật lại nếu chậm cạnh rồi. Nhưng mà nếu như mà cái nhân vật của cô nó đi qua đi lại vậy thì cô để cái con mèo ở đây là nó nó thua game mất rồi. Vậy thì làm sao? Làm sao để mình thay đổi được cái cái hướng của nó đây cả lớp? này cái này hơi khó với lớp mình một xíu nếu mình chưa biết ha thôi các bạn nào biết được là uh, làm sao để con mèo của cô nó liên tục nó, nó nó đổi hướng không các bạn nào biết được cái đó không rồi chưa thấy bạn nào trả lời ha rồi đó là cô sử dụng một cái mèo nho nhỏ đó là cô biết đó là nếu như mà nó nó muốn đổi hướng đó, thì cô sẽ cho nó xoay giống như là đang đi thẳng đó, nếu tới tường đó, thì cô sẽ cho nó nó xoay cái mặt nghiêng qua một xíu thì cô sẽ dùng cái xoay này các bạn đó nó sẽ xoay cho cô đó nhưng mà cái góc này 15 độ quá là lớn nên là nó sẽ xoay một chỗ thôi thì thay vào đó cô cho nó khoảng hai ba độ nhỏ nhỏ thôi đó khoảng hai độ thôi đó thì nó sẽ tạo được cho mình một cái hiệu ứng cái này giống như là cái mẹo mình mình làm giải toán hay là làm cái gì đó mình có cái mẹo nhỏ nhỏ để mình làm cái game vậy đó các bạn nó sẽ di chuyển một cái hướng rất là ngẫu nhiên rồi nhưng mà cái game của cô nếu như mà cô cô bắt đầu á, cô bắt đầu trò chơi thì cô sẽ bắt đầu bằng cách là khi bấm lá cờ xanh này thì nó mới chơi. nhưng mà hiện tại các bạn thấy lá cờ xanh cô bấm nó vẫn chưa bắt đầu. thì các bạn sẽ vào điều khiển cho cô, các bạn kéo à các bạn vào sự kiện cho cô, các bạn kéo cho cô một cái khối lợi là khi bấm vào lá cờ xanh thì cái việc mà con con chuột này nó sẽ bắt đầu di chuyển thì nó mới làm đó. thì mình sẽ di chuyển bấm vào lá cờ xanh thì con chuột của cô nó sẽ tự động nó di chuyển toàn cái sân khấu của mình rồi bây giờ các bạn à, lập trình cái khối lệnh con chuột di chuyển tự động vô cho cô ha bây giờ các bạn có thấy là hiện tại các bạn làm rất là nhanh mình đã xong được là cái phần là scratch nó chạm vào uh, hai kiểm tra hai cái con vật này nó chạm vào rồi bạn nào cũng có thể là một là bạn lập trình thành hai khối hai là bạn gộp chung một khối như thế này thì nó vẫn làm chung được nhưng mà trong lúc mình học á, có nhiều cái, nhiều cái dòng lợn quá mình không kiểm soát hết được. Ví dụ như là rất là nhiều cái dòng lợn ở đây. Mình mà bỏ thêm cái này vô, nó rất là dễ sai. Thì các bạn có thể tắt nó ra thành những cái nhiệm vụ riêng lẻ giống như hồi nãy cô làm á. Rồi, thì đây, bây giờ là hai nhân vật nó đã chạm vào nhau rồi. Các bạn có thể điều khiển con chuột với con mèo này, mình điều khiển. Rồi thì bây giờ nó có cái là mình chạm nhau xong cái nó nó dừng lại hết tất cả luôn thì cô không muốn như vậy cô muốn là dừng lại rồi một xíu nữa cô dừng lại rồi tự đi tới chỗ khác để cô chơi tiếp thì mình bỏ cái câu lệnh dừng lại tất cả ra rồi dừng lại thì cô sẽ cho là à, dừng lại sau đó là con chuột hãy trốn tới một vị trí khác đi để cô đi được để cô chơi tiếp ha thì các bạn có thể gõ kiếm cho cô thêm một cái khối lệnh đó chính là mình đợi một xíu đó là đợi một giây đây các bạn kéo cái đợi một giây ra nếu như mà chạm thì mình đợi một giây rồi sau đó mình cho cái con trụ của mình đi tới một cái vị trí khác thì đây cô sẽ cho cái con trụ của cô đi tới vị trí ngẫu nhiên rồi các bạn xem này đó mình đợi một giây xong con chuột của cô nó sẽ đi tới vị trí ngẫu nhiên đó rồi đây bắt vô chạm đó thì mình sẽ tới được cái vị trí ngẫu nhiên rồi, ví dụ như bạn nào mà thấy game dễ quá Cho thêm kích thước mèo và chuột nó nhỏ xuống xíu Cho cái sân khấu của mình nó, nó rộng hơn Ví dụ như ở đây Mèo cho kích thước khoảng 80 Rồi chuột cho kích thước 50 luôn Cho nó nhỏ lại à, Trong quá trình làm mình lúc nào mình đổi Nó cũng cho hết rất là đơn giản Rồi đó thì nó sẽ liên tục nó đi tới vị trí khác bạn nào muốn đợi lâu hơn thì cho nó cái dây của mình mình có thể điều chỉnh ở đây ví dụ như cô chỉ muốn đợi 0.5 giây là nửa giây thôi thì cô sẽ gõ là 0.5 ha các bạn phải gõ đúng là 0.5 à, thì nó sẽ nhanh hơn gõ xong thì cứ nhấn enter thì nó sẽ nhận được ví dụ như bạn nào muốn lâu hơn rồi hãy chơi đó thì đợi hai giây đây rồi đây cô bắt nó đó nhỏ hơn thì mình sẽ khó bắt hơn ở đây cô đợi hai giây thì sau hơi giây nó mới đi chỗ khác rồi bây giờ à, các bạn ghi xong cái này vô ha thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phần đó chính là sân khấu mình sẽ thêm cái sân khấu vào cho cái phòng của mình à, cho cái phong nền của mình để nó sinh động hơn thì các bạn tương tự như hồi nãy các bạn chọn ở đây là chọn một phong nền thì các chọn phụ một phong nền này nó sẽ giúp cho các bạn chọn được những cái phong nền mà Scratch nó đã lập trình, nó đã thêm sẵn cho các bạn. Ví dụ như là cô muốn là lập trình cái phòng đi. biết là ừ, con cái phòng cô nó có con chuột nên là cô phải nuôi một con mèo để bắt nó. Đó. Hoặc là bạn nào chọn một cái phong nền nó ngoài cái dessert, là ngoài cái hoang mạc này. Đó. Ngoài cái cánh đồng mình mình bắt chuột ở ngoài đây. Bạn nào thích cái nào thì thêm cái đó cho cô. Bạn nào thêm xong rồi thì gõ số 5 ha. Ok bạn giao lớp mình rất là nhanh luôn đó thì trong quá trình này các bạn quan sát cho cô ở hai cái điểm đó là điểm cái con mèo để mình thêm nhân vật thì ở đây nó sẽ có bốn cái lựa chọn cho mình các bạn xem này, cái lựa chọn thứ nhất là chọn một nhân vật. Cái chọn một nhân vật này là bằng với cái mà mình nhấn trực tiếp vô con mèo này. Cô nhấn vô cái chọn một nhân vật thì nó sẽ vô giống với con mình bấm vào con mèo. Thì hai cái này là một này. Cái thứ hai là vẽ là các bạn sẽ nhấn vô đây thì nó sẽ vô được một cái màn hình để cho các bạn có thể tự động mình vẽ. Đó, đây mình vẽ một cái nhân vật ví dụ nhân vật người tuyết hay chẳng hạn. Đó mình vẽ một cái người nào đó. Các bạn có thể vẽ chỉnh chu hơn ở đây. Mình sáng tạo mình vẽ ở đây ha. Rồi, cô bỏ này đi. Rồi, cái thứ ba là cái bất ngờ. Đó, một cái bất ngờ. Nó ra một cái, đó là cái mũ. Đó, bất ngờ. Không biết gì hết, nó chọn đại cho cô một cái nhân vật nào đó. Bất ngờ. Bạn nào mà khó lựa chọn quá thì cứ cho bất ngờ để nó ra ha. Rồi, cái cuối cùng. Sau này mình làm những cái game mà lớn lớn mà trong cái scrap nó không có những nhân vật đó ví dụ như bạn muốn lập trình nhân vật uh, siêu anh hùng hay là muốn tự đưa cái mặt của các bạn vô làm một cái game luôn hay là sản phẩm các bạn tự vẽ ra thì nó sẽ có một cái uh, đó là tải nhân vật lên thì nó sẽ giúp cô lựa chọn những cái hình ảnh ví dụ như là cô tải cái attack lên cái phòng học của attack này, đó cô tải lên thì nó sẽ tải lên được những cái ảnh trong máy của mình, một những cái nhân vật trong máy của mình ha. Rồi bên đây tương tự như vậy cũng bốn lựa chọn cái này thì thường là sẽ dùng ba cái lựa chọn nha các bạn cái thứ nhất là cô nhắn thẳng vô cái phong nền để chọn cái phong nền trực tiếp có sẵn cái thứ hai là cô vẽ cô đi vẽ cái phong nền hay là vẽ cái nhân vật hai bên y chang nhau ha nhưng mà một bên là nhân vật một bên là phong nền cái thứ ba là cô upload một cái nhân vật hay là một cái phong nền mà ở trong máy của mình đó thì các bạn sẽ upload lên được rồi hồi nãy cái game của cô bây giờ mình quay lại mình tập trung vào cái game ha rồi, hồi nãy cái game của cô là khi mà mình mình chạm vô thì nó nó xuất hiện lên cái phong nền là ừ bạn thắng rồi. Đúng không nào? Bạn thắng rồi. Thì bây giờ mình phải làm sao? Làm sao để có được cái phong nền đó đây? Thì các bạn sẽ click chữ click click chuột vô cái chữ phong nền này các bạn click vô trong cái phong nền thì bên trái nó sẽ hiển thị cho các bạn là code phong nền và âm thanh, thì các bạn click vô cái chữ phong nền, thì nó sẽ hiển thị cho tất cả những cái phong nền mà nãy giờ các bạn chọn ha, ví dụ như cô chọn cái phòng thì cô sẽ xóa những cái phong nền ở đây mình có thể xóa hoặc là thêm những cái phong nền mà mình muốn ở đây luôn Đó, hiện tại thì cô có một cái phong nền là phong nền đang chơi game rồi nè bây giờ cô sẽ thêm một cái phong nền là phong nền thua thì bây giờ cô sẽ chọn một cái phong nền À, ví dụ như là một cái phong nền nào đó mà nhìn nó u ám một xíu bị thua rồi đây nhìn cái này hơi u ám một xíu cho bị thua đi rồi sau đó cô sẽ click vô cái chữ t này nè để cô ghi chữ lên đây ghi chữ lên cái phong nền mình có thể vẽ hình hay là ghi chữ gì đó rồi ở đây cô sẽ ghi cái chữ là ừ bạn thua rồi đó bạn thua rồi rồi thì các bạn uh, thua rồi sau đó cô bôi hết cái chữ này thì cô có thể đổi được cái màu ở đây cô kéo màu cô đổi hoặc là cô cái cái bút màu này đó, khi mà các bạn nhấn vào đây này, các bạn uh, rê chuột tới một cái vùng nào đó, rê chuột trong cái vùng này nè, ví dụ cô chọn màu đen thì rê tới màu đen, click chuột một cái là nó sẽ đổi sang màu đen cho cô. Đó, mình phóng to lên thì nhấn giữ nha, nhớ phải đừng có bỏ cái khung này nha. Um, nó đang có mấy cái ô này, này, nhấn giữ cái góc mở ra. Rồi, sau đó nhấn cái này kéo nó vô giữa cho cô. Cái cái uh, cái vòng tròn này là cái tâm này các bạn, đó, bạn thu rồi. Bạn thu rồi. Bây giờ còn cái chữ uh, sen spray này nè. Thì nó sẽ giúp cho mình đổi cái phong chữ này đó, đổi phong chữ ví dụ, đây, các bạn có thể xem thử cái phong chữ đây, bạn thua rồi, nhìn cho nó hoa hòe một xíu, đó cô click chuột ra cô sẽ ra ngoài luôn và nó không, nó không cho cô sửa nữa luôn đó, nên các bạn lưu ý là phải sửa xong rồi mới click ra ngoài ha bạn nào mà không được thì cứ bấm thùng rác rồi làm lại rồi, bây giờ mình thua rồi thì mình phải có thắng đúng không nào tương tự như vậy tạo cho cô một cái phong nền thắng thắng thì cho nó đỏ đỏ xíu cho nó xinh rồi đây tôi sẽ ghi là bạn thắng rồi bạn thắng rồi rồi thắng rồi thì phải chọn tất cả ha chọn tất cả muốn đổi màu ví dụ cô đổi màu đỏ đi đó, cô đổi màu đỏ rồi đổi màu xong thì nó sẽ hiện ra là 8 cái nút này các bạn nhấn ngang thì nó sẽ kéo ra ra còn nhấn bốn cái góc thì nó sẽ phóng to lên ha scale cái ảnh to lên đó bạn thắng rồi đây. Xong rồi thì các bạn sẽ vào chữ code của cái con mèo này. Các bạn phải nhấn vô con mèo nó vào code ha. Các bạn mà ở trên đây thì nó vẫn là ở bên code của cái phong nền ha. Nên là phải nhấn vô cái con mèo này. Thì mình sẽ vào code của con mèo với con chuột cho cô. Rồi. Đó, các bạn thấy đó, nếu như mà cô đổi qua phong nền thắng rồi thêm mấy cái phong nền khác thì nó sẽ hiển thị cái phong nền hiện tại là bạn thắng rồi nhưng mà các bạn muốn là ban đầu mình phải hiển thị cho cô là cái phong nền là ở cái room cái phòng ban đầu mình chơi à lưu ý à các bạn quay lại lưu ý giúp cô à cô xin lỗi à rồi các bạn đổi tên đổi tên những cái phong nền này để lúc mà mình gọi ra mình còn biết cái nó đó, đó là gì để mình gọi nữa ha À, đây, cái này cô sẽ cho nó là men đi Để cô biết là cái phong nền này mình mình đang chơi Đó, men Còn cái này là thua Còn cái này cô ghi là uh, phong nền chơi đi Mình chơi tiếng Việt Mình chơi toàn bộ tiếng Việt luôn cho nó đồng bộ Rồi, cái này là thua Các bạn đổi tên ha, đổi tên gì là nhớ tên đó Xíu nữa mình gọi nó ha Cái này là thắng Rồi, phong nền thắng với cô Rồi, đổi tên xong nhớ nhấn enter Rồi, bây giờ mình quay về con uh, chuột bạn nào đổi tên rồi thì gõ số 7 cho cô ha. Đổi tên ba cái phong nền. Gõ số 7. Rồi. Ok. Rồi bây giờ mình bắt đầu lập trình tiếp ha. Có phải là bây giờ này cô muốn là khi bấm vào lá cờ xanh thì nó phải chuyển cho cô được là cái phong nền ban đầu. Thì các bạn sẽ kiếm một cái câu lệnh là chuyển phong nền, đổi phong nền sang này. Đó, đổi phong nền thành. Đó, hiện tại nó là thắng. Nên là cô muốn là ban đầu mình phải là Ờ, phong nền chơi thì các bạn sẽ nhấn vô phong nền chơi này đó khi bấm lỡ kịch xanh thì nó quay về cái phong nền chơi cho cô và khi mà uh, cô con mèo với con chuột nó chạm vào nhau á, thì phong nền đừng thua à thắng đúng không nào thì ở đây cô sẽ kéo cái phong nền là uh, phong nền cô sẽ cho nếu nếu chạm vào con mèo thì đổi phong nền thành thắng thắng trước rồi mình đợi hai giây mình mới cho tới vị trí ngẫu nhiên rồi cho tới ngẫu nhiên thì con mẹ con chủ của cô nó lại ở phong nền bản thắng rồi cô muốn như vậy mình đi tới ngẫu nhiên mình phải quay về phong nền chơi cho cô chứ thì cô sẽ kéo một cái đợi hai giây rồi cô sẽ đổi thành cái phong nền hiện tại là phong nền chơi và sau đó mới đi tới vị trí ngẫu nhiên đó thì bây giờ trò chơi của cô này các bạn quan sát này rồi mình đụng vô thì nó sẽ thắng sau đó nó sẽ đổi về phong nền ban đầu đợi hai giây mình đổi về phong nền ban đầu mình chạm tiếp thì nó sẽ thắng thì cái game này à, còn một cái phần nữa là cái phần rồi đúng rồi loại xu mới thua đó là cái phần mà các bạn sẽ về suy nghĩ kịch bản cho cô là làm sao để cái trò chơi của mình nó thua ha thì à, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn là à, tải cái game này về máy của mình rồi bữa sau mình mở lên để mình có lại cái game thì làm sao để mình tải mình mở máy rồi sau đó cô sẽ giao bài tập về nhà cho các bạn cái bài tập đầu tiên á, là các bạn nốt lại cho cô là làm sao để mình lập trình được cái game này nó thua đó. đó là tùy kịch bản của các bạn ví dụ như là các bạn muốn là ừ con con mèo con con mèo nó nó chạm vào một cái gì đó nó thua ví dụ như các bạn bỏ vô một cái hố các bạn thêm một cái nhân vật là cái hố nếu như mà con mèo nó lỡ chạm vào cái hố đó là nó thua hoặc là các bạn đặt thời gian các bạn phải suy nghĩ cái đó thì đặt thêm biến thì các bạn có thể về các bạn suy nghĩ là cái kịch bản tiếp theo là làm sao để cái game mình nó thua để sau đó các bạn đổi nhân vật thành đổi phong nền thành thua là được rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn là tải cái bài này về máy của mình và uh, mình mở lên mình xem tiếp cái sản phẩm như thế nào. Các bạn muốn dừng game thì các bạn bấm vào cái nút dừng lại này. Rồi bây giờ mình tải ha. Ở đây các bạn tải thì các bạn sẽ bấm vào tập tin. Tập tin thì nó sẽ có ba lựa chọn là mới, mở từ máy tính và lưu về máy tính. Các bạn chọn cho cô là lưu về máy tính. Đây, các bạn lưu xong thì nó sẽ có một cái đó là uh, dự án Scratch. Đó, thì các bạn gõ vô cái icon thư mục này thì nó sẽ hiển thị lên là các bạn đang lưu ở đâu. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ vào desktop, các bạn tạo cho cô một cái folder, các bạn tạo một cái folder ha, để mình biết là mình học ở ATX này, ATX scrap để mình tạo một cái folder như vậy. Đó, cô cũng tạo một cái folder là à ATX scrap đó cô tạo một cái folder để cô biết là trong quá trình học cô học xong thì cô lưu cái bài đó lại đây hiện tại là cô lưu ở đâu lót nè bữa nay cô cô học buổi 1 là mèo đuổi chuột thì cô cô tải xong cô về máy à, cô đổi tên lại là mèo đuổi chuột này. đó mèo đuổi chuột rồi cô đổi xong cái tên rồi mà nó đi đâu luôn rồi đây nó đây đây mèo đuổi chuột sau đó cô 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 quăng nó vô cái folder là update scratch của cô đây hiện tại là cô có rồi đây rồi bây giờ các bạn tiến hành các bạn lưu bài mình lại, tạo một cái folder là attach scratch. Rồi bỏ cái folder đổi là mèo đuổi chuột các bạn bỏ vào như vậy ha. Rồi để bữa sau mình lưu toàn bộ những cái đoạn code mà mình lập trình mình lưu ở đây. Cô đã tải được bài của mình rồi thì bữa sau cô tiếp tục cô lên uh, scratch đúng không? Cô sẽ lên scratch một cái bài mới. Đây, cô sẽ lên một cái uh, scratch mới. Thì làm sao cô 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 mở được cái bài của mình lên đây. Đó Bữa sau đi, ví dụ một cái scrap mới hey, Cô đang vào một cái scrap mới ha Đó, thì làm sao cô mở được bài của lớp mình lên Hoặc là một cái Một cái trang mà các bạn đang làm game luôn Ví dụ như là một cái game mèo đuổi chuột Mà các bạn sau này các bạn làm một cái game khác Thì làm sao mình sẽ mở lên Thì các bạn rất là đơn giản Các bạn bấm vào tập tin Các bạn gõ là mở từ máy tính Sau đó các bạn, hồi nãy là cô lưu ở download này à, Desktop này cô lưu trong cái folder là attack này thì nó sẽ lưu được cho cô ha rồi cái này hồi nãy là cô lưu cô xóa luôn cái đuôi của nó cái đuôi của nó là sb 3 mà cô lỡ xóa nên bây giờ nó không cho mở này bây giờ cô phải vô cô đổi lại cái tên này rồi trong quá trình mình đổi tên mình cũng lưu ý ha xóa đuôi là nó sẽ không cho mở lên này mở từ máy tính phải đúng đuôi này bây giờ cô sẽ vô desktop thì nó cho mở nè. đó, thì cô sẽ open cái game lên đây là cái bước thứ 10 mình mở lại cái trò chơi của mình đã làm. Đó là cái uh, nhiệm vụ của buổi học ngày hôm nay là lớp chúng ta đã biết được Scratch là gì, nội dung của nó nó làm được những cái gì và mình uh, làm quen được với một số cái câu lệnh đơn giản và mình lập trình được một cái game là mèo đuổi chuột.